trường. Người chiến sĩ ấy lao mình vào trong đám cháy, những bước chân anh dẫm nát ngọn lửa hung tàn. Cứu những sinh linh từ bàn tay giặc lửa, giọt máu anh khổ nơi vết cháy sạm màu. Người chiến sĩ ấy lao mình vào trong đám cháy, đôi cánh tay anh như đôi cánh thiên thần. Có những hy sinh làm hồi sinh sự sống, dâng hiến cho đời thầm lặng những chiến chiến đấu với hóa thân giữa bao lửa.